chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhóm 9 tổ 13 phường quyết thắng giải Áp Phan ngõ 61 đường mùng 3 tháng 2. Phần cuối chương trình của phóng sự, Trung đoàn 754 nâng cao chất lượng huấn luyện và phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Nhằm góp phần thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay cùng với công tác chuẩn bị thực hiện các bước quy trình theo luật định, thành phố đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thành phố đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với các hình thức tuyên truyền khác, thành phố cũng đã tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan. Trung tâm truyền thông văn hóa thành phố đã in treo 20 băng rôn, thay mới 3 cụm pano với 112 mét vuông. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền bằng xe lưu động từ trung tâm thành phố tới các xã bản xa trung tâm. Qua đó để mọi người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ của mỗi công dân tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Ngày 13 tháng 4 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Ngân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo đại hội có Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Ngân. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Ngân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban dân xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, tập trung chỉ đạo các chi hội triển khai các phong trào nhiệm vụ trọng tâm của hội tới 1.455 hội viên, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với 8 tiêu chí cuộc vận động 503 sạch. 100% chi hội bản tiểu khu xây dựng mô hình tiết kiệm. Tính đến tháng 2 năm 2021, nguồn quỹ tiết kiệm đã đạt 400 triệu đồng cho trên 200 lượt hội viên phụ nữ khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 21 đều đạt và vượt. Các khâu đột phá của hội phụ nữ phát huy hiệu quả cao. Phong trào của hội được đảng ủy chính quyền các cấp ghi nhận. 11 trên 15 chi hội đạt tiên tiến xuất sắc trong 5 năm liên tục với tinh thần dân chủ thẳng thắn, đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu ban chấp hành khóa 22 gồm 19 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội liên hiệp phụ nữ thành phố lần thứ 19 và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 13 tháng 4, hội âu tuổi phường Quyết Tâm đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo đại hội có thường trực hội người cao tuổi thành phố, các đồng chí trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Quyết Tâm và 44 đại biểu đại diện cho gần 750 hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, hội người cao tuổi phường Quyết Tâm đã chú trọng củng cố xây dựng tổ chức hội và nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút ngày càng đông người cao tuổi tham gia tổ chức hội. Đến nay toàn phường có 11 chi hội với gần 750 hội viên. Hội người cao tuổi phường đã phát động triển khai sâu rộng các phong trào tuổi cao gương sáng gắn với các phong trào thi đua do địa phương phát động, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong đẩy mạnh phong trào chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, đặc biệt quan tâm tới người già neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đã tổ chức thăm hỏi 648 lượt hội viên với số tiền trên 105 triệu đồng phối hợp tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho 932 lượt hội viên. Phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp hội viên rèn luyện nâng cao sức khỏe. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi phường quyết tâm tiếp tục vận động hội viên phát huy vai trò kinh nghiệm trong công tác, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền phường ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của hội. Phần đấu hàng năm 100% chi hội xếp loại từ khá trở lên, trên 80% hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giải áp phan đường ngõ trên địa bàn các phường với hình thức nhân dân làm nhà nước hỗ trợ, bà con nhân dân sinh sống tại ngõ 61 đường mùng 3 tháng 2 phường Quyết Thắng đã đồng thuận đóng góp và triển khai giải áp phan toàn bộ ngõ. Sau khi được tuyên truyền về chủ trương của thành phố trong hỗ trợ giải áp phan các tuyến ngõ, bà con nhân dân đang sinh sống tại ngõ 61 đường mùng 3 tháng 2 nhóm 9 tổ 13 phường Quyết Thắng đã đồng thuận đóng góp để tiến hành giải áp phan ngõ với chiều dài 381m2, chiều dày 5cm, tổng kinh phí là trên 372 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60%, nhà nước hỗ trợ 40%. Việc giải áp phan tuyến đường ngõ 61 đường mùng 3 tháng 2, tổ 13 phường Quyết Thắng, xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, công thành phố nối dài các tuyến đường kiểu mẫu, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2 và từng bước xây dựng thành phố Sơn La theo tiêu chí đô thị loại 1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của nhân dân các dân tộc Phương Quyết Thắng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Sơn La. Được sự quan tâm của nhà nước qua một cái cuộc họp của nhóm để thống nhất cái việc này thì toàn dân là đồng ý hết và mọi người cùng nhau giám sát thi công cùng nhau uh, tổ chức để mà uh, thực hiện chung với lại bên thi công để đảm bảo hoàn thành cái con đường mà uh, theo mong muốn. Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2021, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn đã phối hợp với Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề "Hành trang trí thức cho em". Tại ngày hội đọc sách, học sinh toàn trường đã được lựa chọn đọc nhiều loại sách, báo, tạp chí từ xe lưu động của Thư viện tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động bổ ích khác như sinh hoạt dưới cờ, đố vui có thưởng các câu hỏi nội dung về lịch sử về sách, các trò chơi vận động liên quan đến sách. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 hàng năm. Ngày hội đọc sách là dịp để tuyên truyền hưởng ứng tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, tạo ra một không gian không khí trí tuệ và bổ ích, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường đây cũng là dịp để khuyến khích đưa phong trào đọc sách thành thói quen nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của trường qua đó tạo môi trường thân thiện lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập có phần nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời thực hiện phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực ờ, em thì là một người rất thích đọc sách ạ. và em cảm thấy là sách nó như là một ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người ờ, bây giờ thì có rất là nhiều những cái phương tiện thông tin nhưng mà đối với em thì sách vẫn chiếm một vai trò rất quan trọng và em nghĩ là với những hoạt động như thế này em cảm thấy rất là bổ ích và nó có thể khiến cho bọn em có cơ hội được tiếp cận với sách nhiều hơn. Ngày hội đọc sách là một hoạt động thường niên của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, được tổ chức dưới nhiều hình thức, được học sinh yêu thích. Ngày hội đọc sách năm 2021 đã khép lại cùng với sự hào hứng và niềm vui của các em học sinh. Giá trị tuyệt vời mà ngày hội đọc đem lại đó là giúp học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, tìm được niềm vui, hình thành thói quen đọc sách bổ ích để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, chuẩn bị những hành trang tốt nhất để các em vững bước vào đời. thưa quý vị và các bạn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn 754 bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2021 đặc biệt trong tình dịch bệnh hiện nay đơn vị đã gắn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 với các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện phóng sự sau đây của nhà phóng viên trung tâm truyền thông văn hóa thành phố sẽ phản ánh về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Với quan điểm làm tốt công tác chuẩn bị là cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn 754, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cơ động xử lý kịp thời các tình huống khi tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tiến trình biểu huấn luyện. Đảng ủy chỉ huy trung đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Bộ Chỉ huy tỉnh. Trên cơ sở đó thì chúng tôi ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và con người, đặc biệt là bồi dưỡng để nâng cao phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, thực hiện huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, và tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp tốt giữa giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Đồng thời là tăng cường rèn luyện thể lực, huấn luyện cơ động, huấn luyện ban đêm và huấn luyện theo tình huống. Đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị tới 100% cán bộ chiến sĩ. Phát động triển khai sâu rộng các nội dung chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội của Hồ trong thời kỳ mới. Nhờ đó góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Cùng với đó, đơn vị đã kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện, ưu tiên sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, tham gia huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị từ giáo án đến thao trường, bãi tập, và các điều kiện đảm bảo cho công tác huấn luyện như đảm bảo hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ với mục đích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong huấn luyện, gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn đã tăng cường quán triệt giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác huấn luyện. Trong đó tập trung đột phá vào việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Từ đó làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu sâu hơn về vị trí ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện trong việc nâng cao chất lượng chính trị, tổng hợp sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thì đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 thì đơn vị đã thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch, thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa bộ đội ra ngoài tranh trại. Thường xuyên theo dõi sát tình hình sức khỏe của bộ đội. Tổ chức các hình thức huấn luyện phù hợp trong phòng chống dịch Covid-19, song vẫn bám sát chương trình cơ bản, thiết thực, vững chắc, cấp trên huấn luyện cấp dưới, người biết huấn luyện người chưa biết. Trung đoàn 754 đã thực hiện nghiêm chương trình nội dung thời gian, triển khai huấn luyện đồng bộ cho các đối tượng sát với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn. Chú trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật Kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bộ đội, huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận. Trong huấn luyện quân số đạt 99%, trong đó huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100% quân số, kết quả huấn luyện phân đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt 82% trở lên. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo của chỉ huy các cấp, đặc biệt là đội ngũ tiểu đội trưởng và đồng chí trung đội trưởng. Tôi được học tập rất nhiều nội dung mới như là học chiến thuật, điều lệnh đội ngũ và các nội dung khác. Ngoài việc học tập, huấn luyện, chúng tôi cũng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid như là giữ gìn vệ sinh cá nhân, trước khi vào nhà, ăn phải đều phải rửa rửa tay bằng dung dịch khắc, sát khuẩn. Bên cạnh đó là còn được cấp trên phổ biến các văn bản chỉ thị liên quan đến liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện vừa phòng chống dịch hiệu quả và có quỹ thời gian sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trong thời gian huấn luyện trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện theo đội hình tiểu đội trung đội bố trí huấn luyện theo ca và ở các địa điểm khác nhau tránh tập trung đông người tổ chức quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ khi tham gia các hoạt động do sự điều động của cấp trên khi trở về đơn vị thường xuyên tuyên truyền quán triệt tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ các quy định về phòng chống dịch đặc biệt là việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cùng với đó thường xuyên vệ sinh môi trường trong đơn vị, nhà ở của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo thông thoáng sạch sẽ, trang bị dung dịch sát quẩn và thường xuyên kiểm tra thân nhiệt theo quy định. Thường xuyên nắm chắc các tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để có biện pháp uh, quán triệt thông báo phòng ngừa đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ đơn vị, nắm chắc cái uh, hướng dẫn văn bản chỉ đạo của trên về công tác phòng chống dịch, nắm chắc tình hình quân số của đơn vị. Cán bộ ra vào đơn vị làm tốt là công tác là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đầy đủ khi đi và về để đảm bảo an toàn. Với phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, đảm bảo 3 thực chất, dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất, đồng thời đảm bảo 3 sẵn sàng, lực lượng sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, phương án sẵn sàng có tình huống là ứng phó thắng lợi với sự linh hoạt chủ động. Chính vì vậy, Trung đoàn 754 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã và đang thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát triển sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái, chào biệt quý vị và các bạn.